đội rà phá bom mìn làm việc để giải phóng thành phố cổ của Mosul. Tỉ Mỹ trải qua đống đổ nát bên trong một ngôi nhà kể từ cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Một thành viên của đội rà phá bom mìn của Tarek đang làm việc để dọn sạch một khu vực vẫn còn sót lại sau chiến tranh. Nhiều cư dân của thành phố cổ Mosul, nơi bị thiệt hại lớn trong trận chiến chống nhà nước Hồi giáo, đã không thể trở về kể từ khi khu vực này được giải phóng vào năm 2017. Mỗi khi bạn nhấc một viên đá lên, một IED sẽ xuất hiện. Một chủ sở hữu ngôi nhà trong khu vực, ông Salem Hazen cho biết. Theo giám sát viên của đội Atit Habit, khu vực nguy hiểm có diện tích khoảng 151.000 m² và bao gồm hơn 300 ngôi nhà. Habit nói cho biết, trong quá trình làm việc, nhóm đã tìm thấy một số lượng lớn tàn tích chiến tranh cản trở công việc xây dựng, tái phát triển và đưa các gia đình trở về khu vực này. Các chủ sở hữu nhà như Ami Fansai đã chờ đợi trong nhiều năm. Chúng tôi nhớ khu vực này, chúng tôi đã làm quen với nó, sống ở đó và chúng tôi dời ra sườn gần sông để sinh sống. Ông cho biết thêm rằng ông lo lắng vì giải phóng mặt bằng và tái thiết vẫn có thể mất nhiều năm. Tetra Tech là một công ty tư vấn của Mỹ trực thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nó bắt đầu hoạt động ở Iraq vào năm 2019 và ở thành phố cổ của Mosul vào tháng 5 năm 2022.